Ở đi tới. Em có sao không? Chả có gì này nữa. Có sao không vậy? Tú ơi! Tú Tú! Tú ơi! Tú ơi! Tiếp gì vậy? Cô ăn nó xỉu rồi nè Tú ơi! Chị để nó đi xíu, nó hết gì chắc sáng giờ chưa sáng. Có sao không? Nhưng ơi, chờ em đi quậy em chị đưa trà nóng đi mà. Chị quay cho đường nóng cho nó uống. Em thấy nó xỉu hả? Chị yên tâm đi, em xíu tỉnh gì à, tại sáng giờ nó chưa ăn gì thôi. Chị lấy cho nó bình sữa nó uống rồi nó hết à. Chị có làm gì đâu mà em thấy chị cuốn gì lên. Em thấy chị cuốn cồn lên á. Chị đừng có đụng như nó để em làm cho. Chị cầm sữa đi. Trời, nó đang ấy là sao em cho nó uống lạnh được. Vì chị cầm lại nó nóng đem vô đây. Có bịch sữa nào mà nó không lạnh đâu, hay là chị hâm nóng gì cho nó uống. Em nói là sáng giờ nó chưa ăn gì đâu. Đúng rồi được rồi. Có sao không? Ngươi em có sao không hả?
rồi sao? Nhan ơi, có sao không vậy? Có sao không? Chị đi ra ngoài trộn cho nó một gói mì, gói cháo gì nó ăn là nó hết liền rồi. Tại sao giờ nó chưa có ăn thôi? Nó ăn xỉu thì sao nó ăn? Chứ giờ chị kêu nó hoài cũng có được gì đâu. Chân em nó đang đau nên em không đi làm cho nó ăn được thôi. Sao chân nó lạnh ngắt vậy trời? Có sao không? Ăn ơi, ăn nha. Em nó nói là chị đi làm cái gì cho nó ăn, chị kêu hoài. Đến làm đút nó cho. Đưa đây cho em. Thôi đây chị đút cho. Đưa đây em làm cho, chị đi trộn cháo cho nó ăn đi trời. Có cháo đâu mà trộn. Em đi trộn giùm chị đi, cho đây chị làm giùm cho. Em nói là cái chân em bị đau. Chân em đau, em ngồi xích bên kia đi. Nghe ơi. Trời ơi, có sao không vậy? Nghe ơi. Sao rồi? Trời, có sao không vậy? Làm tao giật mình hả? Thấy chung mình sao rồi? Cái gì? Đói hả? Buổi sáng giờ mày chưa ăn hả? Tú ơi, chụm giùm chị của mày đi Tú. Tú, sáng giờ mày đi đâu mà không ăn hả? Tú chụm chị của mày ơi. Tú, chờ em làm cái gì vậy Tú? Em đang kiếm đồ chụm cho ăn mà sao chị kêu hoài vậy? Đó, lúc chờ đồ nè, mày uống cho khỏe rồi thì em chụm đi, sao tọc dữ vậy? Uống hết cho khỏe. Có sao không? Ngồi vậy không hay mày nằm? Trời, sao sáng em chưa ăn đi mà mày đi khám bệnh? Khám bệnh người ta nói sao? Nhanh đi Tú ơi. Không phải còn bị cay không à? Chị lo nó ai uống sữa. Ủa, một thùng mì sao? Một thùng mì mới mua đâu? Em nói nó còn bị cay không à? Mì đó có cay đâu, mì Omichi mà cay vậy? Chị mua thùng mì đó hồi nào sao em không biết? Trời ơi, em không muốn trụng thôi, để chị trụng cho nó nhiều quá à. Em không muốn trụng hồi nào chị mua thùng mì đó hồi nào sao em không biết? Mì để đó mà nó không thấy. Sao mẹ em đang đợi khi nào? Chị thấy đang định đông thanh về nhà.
em kêu em về đó. Mẹ em kêu em về khi nào như vậy? Hôm nay em thấy chị lo mẹ em hơi bị nhiều rồi đó. Em gọi mẹ em mà hỏi. Chị đừng có lo gia đình của em vô được không? Gia đình em là trên hết, gia đình em là nhất. Em về sống gia đình em đi. Chị đừng có nói kiểu vậy nha. Em là nhất rồi, em đi đi. Em đừng ghen tuông vô cớ gì nữa nha. Vì nó mà chị đối xử với em vậy hả, có đáng không? Ủa, gì anh? Chị thấy em muốn xỉu gì chị lo thôi chứ gì ai. Em đừng có nghĩ quá đáng thôi nha. Không gà hai mà chị thấy cái đáng mà nó đối xử với em vậy, chị thấy có tốt không? Cho dù tốt, cho dù thấy ta xỉu giữa đường mình cũng phải giúp ta nữa. Người ta đối xử với người bình thường vậy, chị lúc nào cũng quan tâm hết trơn hả? Chị nói là chị lớn tiếng cãi nhau với em nữa không? Mà sao? Chị có đáng không? Mà sao? Không đáng thì thôi. Hôm nay chị làm gì cãi nhau với em, chị cũng lo gia đình em vô hết vợ. Về hỏi gia đình em. Mà chị được không? Anh dán đây nè. Thấy cái người sao à? Tỏ chưa? Em làm cái gì? Em đập cửa hả? Em có làm cái gì đâu trời. Tự nhiên cái cửa đập gì? Em cứ nói là em không có làm. Em quá đáng vừa thôi nghe. Về được không? Ở đây đi. Không, ở đây đi. Chạy về nó không có gì nữa tôi đưa về. Đây lúc chân. Nè ăn cái này cho nó đi. Xử đàng hoàng thôi. Mẹ em cầm chuyện này đi. Đi thăm bệnh đi. Ấy đi nữa chị trả lại cho em tốt. Tiền của chị á. Tiền của chị 500, mượn nó 500, có gì nữa chị trả lại cho. Đi đi. Cắt vô đi. Bao nhiêu tiền nó đủ đi khám không? Em không có vô bảo hiểm nên nắp người ta. Nhiêu là? 3 triệu. Nhưng mà em còn tiền. Có gì lấy họ đi, có gì hãy. Thank you.
đưa thêm 3 triệu nữa. Nhà lấy đây xuống 3 triệu. Có gì nữa mày làm mày trừ lại, có gì tao xin nó vô cho mày làm lại mà. Thì tốt cho là không biết lấy đâu trả. Thôi có gì đây gì nữa thì trả cho. Bao nhiêu tiền lúc giờ mày đi theo tao làm clip đi. Ăn đi. Chị rút cho ăn xong rồi về. Rồi em chạy về được không?